4. Sức mạnh. Sức mạnh tinh thần, nội lực để thắng phục nỗi sợ hãi. 1. Sức mạnh trí tuệ. Trí sáng suốt thông hiểu mọi việc, từ cách ứng xử đến sự tu tập, đó là sức mạnh. 2. Sức mạnh chuyên cần. Sự nỗ lực cố gắng, kiên cường bất thối trước mọi hoàn cảnh, không tắc trách phận sự, đó là sức mạnh. Sức mạnh vô tội. Có thân hành, khẩu hành, ý hành trong sạch, không mắc lỗi lầm, không bị khuyết điểm, đó là sức mạnh. 4. Sức mạnh nhiếp pháp. Có đủ 4 đức: bố thí, ái ngữ, lợi hành, bình đẳng, để nhiếp phục nhân tâm, đó là sức mạnh. Trong kinh giải rằng, người có 4 sức mạnh này sẽ thành tựu cuộc sống an ổn và thoát khỏi 5 sự sợ hãi, là sợ hãi việc nuôi mạng, sợ hãi tiếng thị phi, sợ vì nhút nhát giữa hội chúng, sợ sự chết, sợ sanh khổ cảnh. 4 loại niềm tin, sắt tha. 1. Tin nghiệp. Tin chắc quy luật nhân tố của hành động. Tin có hành động tốt xấu trở thành nghiệp thiện ác tạo hậu quả. 2. Tin quả. Tin chắc sự vui khổ ở đời là hậu quả của thiện nghiệp và ác nghiệp, không phải do đấng sáng tạo nào làm ra. 3. Tin nghiệp riêng. Tin chắc mỗi chúng sanh ở đời thọ cảm vui khổ đều là do nghiệp riêng của chúng sanh ấy đã tạo. 4. Tin sự giác ngộ của Đức Như Lai. Tin chắc Đức Phật là vị đã tự giác ngộ một cách chân chính, là bậc chánh đẳng chánh giác. Giáo pháp đã được Ngài khéo thuyết giảng, và những ai khéo thực hành cũng sẽ được giác ngộ giải thoát như Ngài. 4 niềm tin này là loại niềm tin hợp lý, hữu ích, là chánh tín. Bốn niềm tin tối thượng. 1. Tịnh tín nơi Đức Phật. Vì Đức Phật là bậc tối thượng giữa chúng sinh, nên ai đặt niềm tin nơi Ngài, người ấy có niềm tin tối thượng. 2. Tịnh tín với thánh đạo 8 nhánh, bát chánh đạo. Vì pháp bát chánh đạo là pháp tối thượng trong các pháp hữu vi, nên ai đặt niềm tin nơi pháp này gọi là có niềm tin tối thượng. 3. Tịnh tín với pháp vô nhiễm. Vì pháp ly tham, niết bàn là pháp tối thượng trong các pháp, dù là hữu vi hay vô vi, nên ai đặt niềm tin nơi pháp này gọi là có niềm tin tối thượng. 4. Tịnh tín tăng chúng. Vì tăng chúng là hội chúng tối thượng trong các hội chúng ở đời, nên ai đặt niềm tin nơi tăng chúng gọi là có niềm tin tối thượng. Những ai có niềm tin tối thượng sẽ đạt được quả dị thục tối thượng, tức là phước tối thượng, thọ mạng tối thượng, dung sắc tối thượng, lạc tối thượng, sức tối thượng, hỷ tối thượng. Tăng chi bộ kinh.